Chào bác ạ. Tại sao cô lại ở đây? Bố à, bố đi về phòng con đi. Ok. Đi bố. Nó hỏi thế này là thế nào? Mày bỏ ra. Mày bỏ ra. Bố xuống đây. Mày bỏ. Bố làm gì mà cô cứ loạn lên? Bố hét toáng lên như thế bố không sợ mất mặt à? Mất mặt cái gì? Hả? Nó là cái loại mặt trơ chắn bóng. Nó đã từng đứng trước mặt tao, nó hứa rằng là không bao giờ làm phiền đến vợ chồng anh mày nữa. Thế mà sao lại dở mặt ngay được? Bố vừa nói cái gì cơ? Giang hứa gì với bố? Bố bắt cô ấy hứa gì với bố? Không không không, chả bắt cái gì cả. Mà lúc ấy mày mới cả con Giang cũng thôi nhau rồi. Tao chỉ bảo nó là đừng đụng đến hôn nhân của vợ chồng mày. Có thế thôi. Tại sao bất cứ một chuyện gì trong cuộc đời của con mà cũng cho mũi vào thế hả bố? Vì nó mà vợ chồng mày bỏ nhau đúng không? Anh xin lỗi. Anh không hề biết trước đây bố anh đã tìm gặp em. Chuyện cũ em quên lâu rồi. Khi em đã nói với anh đó là chuyện cũ, tức là em nói thật. Khi chúng ta chia tay, lỗi là của cả hai. Nhưng mà bao nhiêu năm em vẫn cứ oán giận anh. Em coi mình là người bị hại, là nạn nhân, mà chưa bao giờ từng suy nghĩ tại sao em lại làm như vậy. Cho đến khi Thu kể cho em nghe tất cả mọi chuyện, khi anh bị vướng vào lao lý, tất cả mọi người đều biết chị em là không. Không, em không có lỗi gì cả. Tất cả lỗi lầm là ở anh. Anh thử nghĩ xem, vướng vào tù tội, yêu đương có ý nghĩa gì nữa đâu. Em không cần phải bào chữa cho anh đâu. Tại sao em phải làm thế? Em làm như vậy là vì mình. Em không muốn mình phải day dứt nữa. Nói ra hết được, em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trong lòng em bây giờ đang cảm thấy rất thanh thản. Em có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Còn anh, anh thì không. Đó là việc của anh. Làm gì thì làm, cũng nên ăn uống đầy đủ. Ngồi đi cả. Lại có chuyện gì à? Mất cô ấy thật rồi.